Mấy anh em chuẩn bị đi đâu đây nhỉ? Rồi chúng ta giờ chuẩn bị vào rừng kiếm măng xem thế nào nhá. Rồi đi nào. Thôi. Rồi. Đây là mấy bạn nhỏ đi vào rừng hái măng các bác nhá. Đấy. Đây các bác ạ, vào rừng đây. Đến rồi, giờ đến rừng măng này. Này toàn là măng tre, măng luồng, măng nó nhiều lắm các bạn. Măng này trước ai lấy đâu. Ai chặt trước rồi. Đây các bác nhé. Đây. Chặt đây, chặt trước đây. Wow, cái to thế nhỉ? Nó cao lắm rồi. Cái này cao thế này là không ăn được đâu các bác nhỉ? Đây, cao lắm rồi. Đây là bụi tre đây các bác nhỉ? Và em xem kiểm tra xem có con măng nào không nhỉ? Wow, cái măng cao nhỉ? Mấy cây cao thế, toàn cây cao nhỉ? Ôi, cây cao quá. Cây cao quá thôi. Ui, bụi tre này. Măng tre đấy. Rồi, xem các bạn xem bụi tre này có măng không nào? Có. Ở đâu đâu đâu? Đây. Wow, một cái măng này. Rồi các bạn ai chặt nào? Tôi. Chặt từ từ nhá. Xem cẩn thận nhá. Chặt đi. Bạn nào chặt đi. Xem bạn nào cắt được cái măng nào. Rồi cho anh nào lớn nhất đi, anh Minh vào đi. Rồi cắt cho. Ừ. Chặt đi. Cuối cùng cũng chặt được rồi các bác ạ. Ừ, rồi bẻ xem nào. Bẻ anh đi, bẻ lên đi anh. Bẻ lên đi. Đây em bẻ cho. À, bẻ được rồi. Rồi, xem nào. Mấy cây cực kỳ nhỏ. Măng đây các bác ạ. Nói chung cho rừng nhiều măng lắm, nhưng mà toàn giờ nó măng nó lên cao lắm rồi. Măng cao thì nói chung là lấy ăn nó cũng không ngon lắm. Lấy giống củ dưới củ măng ăn. Rồi xem nào. Xem bụi này có con măng nào không nào. Có đây. Đâu đâu đâu. Đây ui. Măng bé này. Rồi cứ chặt đại đi xem nào. Chúng ta cứ cho. Mới đi được lúc là được 4 năm con măng này quá. Cái này bỏ đi nha các bạn nha. Bỏ đi nha. Đây măng nha các bạn nha. Các bạn sao mệt không? Hôm nay đi vào đi trải nghiệm đúng không? Vào rừng trải nghiệm hái măng xem thế nào. Nó mệt thế đấy. Đấy, không giống như đi học đâu. Đây này các bác nhá. Đây là nguyên cái này là rừng rừng luồng nha em nhé các bác nhá. Đấy. Em có rừng rộng mênh mang đây. Còn măng luồng với tre thôi các bạn, luồng tre. Con chim ai bắn. Đây các bác ạ. Đây. Rừng luồng đây các bác. Đây măng rất nhiều các bác nha. Măng à? Chặt đi anh. Anh Minh thò lấy cái măng này. Chặt này. Cái kết quả chặt măng này.
Đây các bác ơi, đây một con măng được bóc vỏ ra đây. Măng này mà đây là măng luồng các bác nha. Măng này nói chung là ở quê, ở nông thôn đấy mà về thái ra, nói chung làm đủ các món lắm. Thái này làm để luộc lên. Tí nữa ta đổ nước đi, ta lại xào với lại với hoa đu đủ các bác. Nói chung là ăn tuyệt vời luôn các bác ạ.